Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái món đồ chơi nữa. Đó là cây búa nha các bạn. Cây búa mũ. Thì cây búa này nó sẽ đóng gói vào trong một cái nó sẽ đóng gói là một tua lưới nha các bạn. Đóng gói vào là một tua lưới. Thì nói chung là những sản phẩm này cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình thấy ở ngoài thị trường thì các anh chị cũng bán rất là nhiều. Ở cửa hàng đồ chơi, các tiệm tạp hóa cũng buôn bán rất là nhiều lắm. Thì mình review cho bạn xem, nếu cảm thấy bán được thì các bạn lấy về bán nha. Còn ba mẹ cảm thấy đẹp thì mua cho người ta chơi. Cái sản phẩm này thì mình mua một cái mình xài thì chắc mình nghĩ là xài cũng lâu lắm các bạn. Tại vì cái này là bằng mũ hết, toàn bộ bằng mũ hết các bạn. Đây, mũ bóp. Nhưng mà cái hay của cái sản phẩm này á, thì mình chứng mức trước nhất mình nói chuyện như màu sắc nha. Màu sắc thì nó có thể là nhiều màu, mà có thể là màu xanh nè, có thể là màu vàng, và có thể là màu hồng. Nhưng mà cái đầu của cái búa này cũng có thể thay đổi theo màu sắc nha các bạn, nó không đi chung nhau được. Có thể là màu hồng, có thể là màu cam đó, vân vân. Thì cái chức năng chơi của cái búa này thì nó không có gì, thì chúng ta cầm, chúng ta đập thì nó lên tiếng thôi. Đây, đập vô thì cái hơi nó sẽ dồn vô trong cái búa này, cái hơi nó sẽ đẩy vô đây. Thì bên đây nó có cái kèn nè các bạn, có lỗ này là lỗ cái kèn nè. Đó, các bạn nhìn cái lỗ nè, đây là lỗ cái kèn nha. Thì chúng ta đập nó thì cái lỗ cái kèn này nó sẽ kêu ra tiếng, nó phát ra tiếng kêu ở đây. Giờ chúng ta đập bên này thì cái kèn bên đây nó sẽ kêu nha. Đây, chúng ta đập bên đây kêu là kêu hai đầu nha các bạn, nó kêu hai đầu, đầu nào cũng kêu cả. Đó, thì sản phẩm là mua dẻo các bạn. Thì cái sản phẩm này chắc em nghĩ là các bé mà dưới 24 tháng tuổi thì cũng rất là thích chơi, hoặc là các bé lớn hơn cũng có thể chơi được. Sản phẩm này thì nó cũng chỉ vậy thôi các bạn, nó chỉ chơi là bằng cách là chúng ta cầm tay này, chúng ta cầm lên rồi chúng ta đập vô cái vật nào đó thì nó sẽ kêu ra, nó phát cái tiếng kêu thôi. Thì làm cho em bé chúng ta nghe được tiếng âm thanh, thì em bé chúng ta chú ý một vấn đề gì đó mà có thể là em bé đang khóc hoặc có thể không khóc nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới nha, trong một sản phẩm mới.